Xuân Phương thân mến, chào các bạn trở lại với chương trình Câu chuyện trong tuần do kênh YouTube Việt Tân thực hiện cùng với nhà giáo Phạm Minh Hoàng. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi, ủng hộ cũng như giúp chúng tôi chia sẻ chương trình đến cho nhiều người cùng xem. Nếu các bạn chưa ghi danh với kênh YouTube Việt Tân thì hãy bấm nút ghi danh để có thể nhanh chóng đón xem các video mới trên kênh YouTube Việt Tân. Vâng, thưa các bạn, trong chương trình Câu chuyện trong tuần hôm nay, xin mời các bạn cùng nghe những nhận xét của nhà giáo Phạm Minh Hoàng về một số tin tức trong tuần qua đã tạo khá nhiều bàn luận trên các diễn đàn. Sư Phương xin kính chào nhà giáo Phạm Minh Hoàng. Vâng, tôi là Phạm Minh Hoàng, xin kính chào quý khán thính giả và xin thân chào Xuân Phương. Thưa nhà giáo Phạm Minh Hoàng, trong tuần qua, hình ảnh phải nói là được chuyển tải, được bàn luận nhiều nhất trong cư dân mạng Việt Nam, chắc chắn là hình ảnh của Bộ trưởng Công an Tô Lâm đi ăn thịt bò giác vàng trong một nhà hàng nổi tiếng tại thủ đô London, khi mà ông Tô Lâm tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính trong một chuyến công du đến một số quốc gia châu Âu. Sự việc này đã khiến dư luận bất bình vì các quan chức nhà nước chi xài xa xỉ trong lúc mà đất nước còn nhiều khó khăn do dịch COVID-19. Nhiều người đặt câu hỏi là ai đã chi trả cho bữa ăn đắt đỏ này. Nhưng có lẽ cái hình ảnh mà phản cảm nhất là cái thái độ ăn uống của ông Bộ trưởng Công an đầy quyền lực. Trong lúc các trang mạng xã hội tràn ngập những hình ảnh, những lời bình luận và hàng loạt các báo chí nước ngoài cũng đưa tin, thì ngược lại báo chí ở trong nước hoàn toàn im lặng. Các nhóm dư luận viên cũng lên tiếng bênh vực nhưng mà phải nói là khá yếu ớt. Ông Phạm Minh Hoàng nhận xét như thế nào về việc này? Vâng, thưa quý quý thính giả, thưa Xuân Phương, thì tôi nghĩ là bất kỳ một người nào mà nhìn cái clip này thì phải nói cũng rất là sốc. Tôi không biết phải dùng cái một cái hình ảnh nào để mô tả lại cái việc mà ông ngồi ông ăn cái miếng thịt khi người ta đưa miếng thịt ra vào miệng ông. Thì có lẽ là thôi, tôi nghĩ là mọi người đã thấy rồi chuyện đó rồi. Thì tôi muốn đi vào cái câu hỏi ngay của Xuân Phương là cái việc thứ nhất là báo chí nó loan rất là nhiều nhưng mà báo chí trong nước rất là ít và họ bênh vực một cách tôi tạm gọi là nó rất là yếu ớt và nó hơi khiên cưỡng. Họ bảo là cái số tiền này á, là do chính phủ Anh và chính phủ Pháp Đài Thọ họ mời chứ không phải là ông bỏ tiền ra. Thì đối với tôi cái chuyện này nó hơi phi lý. Thì chúng ta nếu mà có cái clip thì chúng ta thấy á, chỉ có mình ông ta với lại hai người đó là cũng là quan chức cấp cao của Bộ Công an và xung quanh á, là những người tạm gọi là người người Anh hoặc người Pháp á, thì họ đứng điều đó cho thấy họ là người bảo vệ chứ không phải là họ quan chức. Nếu mà là quan chức mà thiết đãi ông á, thì phải ở trong thì họ còn ngồi ăn chung với ông ta. Cái thứ hai nữa chúng ta cũng biết là trong cuộc chuyến công du này á, thì ông Phạm Minh Chính và đoàn tùy tùng cũng ghé Pháp thì tổng thống Macron cũng đã mở một cái tiệc khoản đãi mà ông ta khoản đãi ở đâu? Ông ta khoản đãi ở trong điện Élysée là phủ tổng thống. Nghĩa là ông ta phải khoản đãi một tạm gọi là quốc khách ở một cái nơi xứng đáng chứ không thể nào ông tạm gọi như ông bảo ông Tô Lâm ông ra một cái quán ông ăn thì tôi trả tiền. Tôi thấy là cái lý luận này nó có vẻ ha, nó vẻ nó không có thể nào mà chấp nhận được. Thôi nhưng mà tôi nghĩ là cái chuyện đó thì ai cũng có thấy được rồi. Để nhận xét về cái vụ việc này tôi nghĩ tôi lấy cái lại cái lời nhận xét của ông Nguyễn Hữu Vinh tức là ông Ba Sàm đó. Thì ông Ba Sàm thì chúng ta cũng cũng biết là ngày xưa ông ta cũng học trường an ninh với là ông Tô Lâm. Thì cho nên ông ta biết rất rõ về ông Tô Lâm và cách sinh hoạt của Bộ Công an. Thì ông Nguyễn Hữu Vinh ông có viết một cái bài nhận xét như thế này. Cách đây khoảng chừng là 2 năm thì cũng có một cô gái, đây là một cô là chủ khách sạn có lẽ là cũng trẻ đẹp lắm và cô ta cũng được phục vụ bởi cái ông thánh rắc muối này. Thì ông Nguyễn Hữu Vinh ông đem so sánh hai cái chuyện thì ông ấy nói như thế này, ông bảo là cô ấy đúng là cô ấy cũng ăn miếng thịt nhưng mà cô ấy không có răn dạy người khác phải sống thanh cao liêm khiết như còn các quan chức thì có. Cô ấy không có cái mức thu nhập kiểu vài 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 trăm triệu một tháng hoặc là vài 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 tỷ một năm.
là cô ấy không có quyền hành lớn lao đến quyết định đến cuộc sống tinh thần của người khác, nhưng mà các quan chức thì có. Hàng triệu người dân nhìn hình ảnh cô gái đó, có thể họ không bất mãn tại vì cô khoe khoang, nhưng mà cô chả làm hại tới ai cả. Nhưng mà hình ảnh của ông Tô Lâm thì khác, ông ta đại diện cho một chính phủ. Và sau cùng đó, hàng triệu người đã nhìn thấy những cái hình ảnh như vậy, nhưng mà không ai dám lên tiếng cả. Lên tiếng thì chắc chắn là họ sẽ gặp vấn đề. Thì đây là nhận xét của ông Nguyễn Hữu Vinh, nhà báo Nguyễn Hữu Vinh. Thì qua cái chuyện này thì tôi mới có thêm một cái chi tiết như vậy. Chúng ta cũng đừng quên đó là xảy ra đúng 2 năm trước đây, vào cuối năm 2019, xảy ra một cái thảm kịch ở Anh. Đó là 39 người Việt đã chết trong chết cóng trong một cái thùng container ở bên Anh. Thì trong cái chuyến đi này thì ông Tô Lâm, ông có đã gặp gỡ Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh là bà Priti Patel, là hai người có đã bàn với nhau và đồng ý đi đến một cái kết luận là chúng ta phải hợp tác để tạm gọi như là đấu tranh chống tội phạm cũng như là cái nạn buôn người. Thì đối với tôi á, thì cái ngôn từ ngoại giao đó là nhẹ nhàng như vậy, nhưng mà thực sự á, đây rõ ràng là cái lời tạm gọi như cảnh báo của chính phủ Anh đối với chính phủ Việt Nam qua cá nhân của ông Tô Lâm. Nghĩa là các ông phải chấm dứt cái tình trạng đưa người nhập cư bất hợp pháp sang Anh, cũng như là vấn đề chủng ma túy. Thì trong cái lúc mà tạm gọi như kỷ niệm 2 năm 39 nạn nhân chết một cách đau thương như vậy, thì tôi nghĩ một cách xứng đáng nhất là ông Tô Lâm hoặc là ông Phạm Minh Chính nên phải đến một cái nơi để tưởng niệm lại, để tưởng nhớ lại những nạn nhân đó. Họ đi vì lý do gì? Cho dù cái gì đi chăng nữa, họ cũng là người Việt Nam mà họ chết một cách thê thảm như vậy. Thì thay vì đi tưởng niệm, ông lại đi vào một quán thịt ông ăn, mà ăn cho một cái tạm gọi những cái tư cách phải nói là rất là đáng trách. Thì nói tóm lại, những cái gì chúng ta thấy được thì rõ ràng là ông Tô Lâm, ông đã bôi xấu hình ảnh của đất nước và con người Việt Nam. Và đó là cái nhận xét của tôi về cái tạm gọi là cái chuyện thánh rắc muối cho ông Tô Lâm. Một trong những điều mà dư luận phê bình đó là sự chi tiêu xa xỉ phung phí của các quan chức cộng sản Việt Nam trong lúc mà dân chúng còn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn của dịch bệnh, công ăn việc làm. Ông Phạm Minh Hoàng có cho rằng phê bình này là chính đáng hay không? Vâng, thưa thưa quý vị, những người có khả năng mà chi trả một cái bữa ăn như vậy, tôi nghĩ là Việt Nam cũng có, nhưng mà chắc chắn là không có nhiều. Tôi thì tôi không có nắm được chính xác cái nguồn tin đó, là cái bữa ăn đáng giá là bao nhiêu. Nhưng mà tôi muốn đi vào một cái khía cạnh khác của câu hỏi của Xuân Phương, nghĩa là những người giàu và người nghèo ở Việt Nam, trong lúc có bao nhiêu người nghèo là khốn đốn vì cái nạn dịch này, mà bây giờ lại có một số người có khả năng họ ngồi họ ăn và miếng thịt một cách phải nói một cách bình thản, và ăn ở những nơi mà rất sang trọng như vậy, đại diện cho một chính phủ. Thì cái vấn đề tôi đặt ra ở đây á, là cái vấn đề phân cực giàu nghèo ở Việt Nam. Mà hôm nay là cái ngày mà họp Quốc hội khóa 2, xin lỗi, kỳ họp thứ hai của khóa 15, thì có một số đại biểu, dĩ nhiên họ không có nêu tên ông Tô Lâm lên, họ không có được phép làm chuyện đấy, đúng rồi. Nhưng mà họ đã đặt một số vấn đề mà tôi muốn nêu ra ở đây là vấn đề phân cực giàu nghèo ở Việt Nam. Tôi thử hỏi mọi người, ở Việt Nam này chúng ta có khoảng chừng 10 đến 15 tỷ phú đô la. Thì tôi có nhận xét là như vậy, hầu hết 8 đến 90% tỷ phú đô la Việt Nam giàu lên ở bất động sản. Nghĩa là giàu một cách trên xương máu của người khác, tôi nói thẳng là như thế. Thì cũng có một tầng lớp người họ giàu ra, nhưng mà cái giàu ra nó là cái giàu ở Việt Nam, nó tạo ra một cái tầng lớp gọi là nó phân cực giàu nghèo rất là rõ. Và tôi xin trích lời của bà Nguyễn Thị Lưu Mai, bà ta là đại biểu của thành phố Hà Nội và bà ta là phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách. Thì dĩ nhiên tài chính và ngân sách thì bà nắm rất rõ về tiền bạc. Thì bà có nói là khoảng cách giàu nghèo hiện nay của chúng ta là quá lớn. Vào theo báo cáo của Tổng cục Thống kê vào năm 2016, khoảng cách thu nhập giữa nhóm cao nhất và nhóm thấp nhất
là 10 lần. Đến năm 2019 nó lên 10,2 lần, năm 2020 nó giảm còn 8 lần. Tuy nhiên chúng ta đang chờ đợi đến cuối năm nay này, cuối năm 2021 này, là cái tỷ lệ nó như thế nào? Chúng ta cũng biết là năm nay là cái năm mà chúng ta cũng như là toàn thế giới phải chống đỡ cái dịch bệnh. Thì bà Mai bà đặt ra cái câu hỏi này để bà cho thấy là hiện thời đó, những người mà đối mặt với khó khăn nhiều nhất là chính là những người nghèo, là chính là những người mà đang căng mình để chống dịch, những người mà phải bỏ của chạy lại, phải bỏ thành phố để chạy về về quê để họ tạm gọi là họ tìm miếng cơm manh áo. Thì bà nêu ra cái lý do tại sao nó xảy ra cái tình trạng tạm gọi bất cân đối như vậy. Bà nói là vấn đề nằm ở cái thể chế pháp luật, bởi qua cái dịch bệnh này đã bộc lộ ra những thiếu hụt về quy định pháp lý, có những tình huống không đủ căn cứ pháp lý để xử lý, dẫn đến việc áp dụng tùy tiện, thiếu thống nhất. Vì vậy bà ta cho rằng cần phải rà soát tổng thể để có khuôn khổ pháp lý vững chắc. Thì nói trắng ra cái nhận xét của bà là cái gì? Là chúng ta đang sống trong một xã hội không có luật pháp, hoặc nói đúng ra luật pháp nó nằm trong tay những người có quyền hoặc những người có tiền, hoặc là có cả hai cái. Và điển hình đó là ông Tô Lâm. Nói về vấn đề tham nhũng của các quan chức nhà nước, trong thời gian gần đây, liên tục có tin tức về các giới chức lãnh đạo trong ngành y tế bị khởi tố hay bị đề nghị điều tra về các hành vi tham nhũng, vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, từ vụ bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho đến vụ Thứ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc Cương, mới đây đến vụ bác sĩ Nguyễn Minh Quân, giám đốc Bệnh viện Thành phố Thủ Đức. Một loạt các quan chức khác trong ngành bị kỷ luật, bị cảnh cáo, khiển trách, bao gồm cả cựu Bộ trưởng Bộ Y tế bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Những vụ án này cho thấy thực trạng hệ thống y tế Việt Nam ra sao, thưa nhà giáo Phạm Minh Hòa? Vâng, Xuân Phương vừa đã trích lời, đã trích ra một vài nhân vật. Thứ nhất là giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn, nhưng mà tôi xin thêm là không phải có mình ông ta đâu nhé. Nghĩa là những người phụ tá đồng cộng sự với ông ta, tôi nghĩ là 4-5 người gì đó. Xuân Phương vừa nói đến giám đốc Bệnh viện Thủ Đức bị bắt, mới bị bắt sáng nay. Trước đó vào ngày 11 tháng 4 là đó có hai là có năm năm bác sĩ ở Bệnh viện Phan Thiết cũng đã bị truy tố rồi. Chúng ta cũng có ngoài bác sĩ Tuấn là chúng ta có những người rất là cao, mà tôi chưa nhắc đến bà Tiến nha. Nhắc đến ông Tiến là ông Trương Quốc Cường, là Thứ trưởng Bộ Y tế. Ông Trương Quốc Cường ông đã bị cơ quan an ninh nhé, chứ không phải là an ninh, có nghĩa là vấn đề là khá trầm trọng, bắt về cái vấn đề mà nhập thuốc và thuốc ung thư giả. Thì cái việc này nó xảy ra cũng khá lâu rồi. Thì ông ta là thứ trưởng từ năm 2016, ông đã nhập cái thuốc nó kêu là Health 2000, mà cái thuốc này nó không có nguồn gốc. Thì cơ quan đó, những cơ quan y tế đó, họ đã yêu cầu ông ta đã thu hồi cái việc này, nhưng mà ông ta không có làm, và ông tiếp tục ông ta để cho bán. Và cái thuốc này người ta đánh giá là những thuốc ung thư này xác định là không có xuất xứ, không có nguồn gốc và không được dùng để chữa bệnh cho người. Vậy mà ông ta vẫn làm được chuyện đó. Tôi xin nhắc lại, ông ta là ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế. Thì cái vụ này đã được đưa ra xét xử. Thì có hai người là ông Võ Mạnh Cường là giám đốc của công ty nhập thuốc này bị phạt 20 năm tù, và một người khác là nguyên tổng giám đốc bị phạt 17 năm tù. Đây là cái án rất là nặng. Thì để trả lời cho Xuân Phương á, thì nghĩ như thế nào về cái chuyện này, thì tôi xin tạm gọi là tôi không biết phải nói cái gì nữa. Là theo tôi đó, ở Việt Nam chúng ta đó, tôi xin nhận xét như thế này: có hai loại người mà người ta tôn trọng và người ta gọi là thầy, đó là thầy giáo và thầy thuốc. Thì chúng ta đã thấy trong thời gian qua có một số thầy cô đã can đảm lên tiếng và họ đã phải trả giá. Những người đó, tôi xin được phép nhắc lại, trước nhất là thầy Định, thầy đã mất. Chúng ta cũng biết gần đây là có cô Thơ, là cô giáo viên tiếng Anh, thầy Thuận cũng đã bị bắt.
và thầy Lê Trường Ngọc Sơn đã viết đơn để xin nghỉ việc vì tố cáo. Thì những người này là những người thầy, thì bên cạnh những người thầy thuốc, xin lỗi thầy giáo, thì có những người thầy thuốc. Thầy thuốc là những người được đào tạo là để chữa bệnh. Thì trước khi hành nghề thì họ có cái lời thề là phải phải là tạm gọi tôn trọng lời thề Hippocrates là phải chữa cho người bệnh cho dù hoàn cảnh nào chăng nữa. Thì ở trong những người mà Xuân Phương vừa nói cũng như tôi vừa nói còn thiếu một người mà nhân vật rất đặc biệt, đó là ông Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn. Ông ta là một bác sĩ và ông ta còn có bằng tiến sĩ nữa. Thì cách đây khoảng chừng 4 đến 5 tháng thì họ có một bài phỏng vấn ông ta. Thì lúc mà đọc cái bài phỏng vấn thì nó, ai mà đọc bài phỏng vấn này cũng có một cái niềm phải nói là xúc động trước cái tấm gương hy sinh của các bác sĩ. Thì tôi xin được phép trích nguyên văn, đọc nguyên văn những lời phát biểu của ông Nguyễn Trường Sơn. Nhiều đêm trằn trọc đến sáng, còn nói là không ngủ, triền miên là nói quá, bởi vì giống tất cả như mọi người thôi, mình là con người, chứng kiến đồng loại mình nằm bất động thì đau lắm. Những bữa đi đến nơi dịch tấn công ác liệt, có khi về thì mắt đỏ hoe, bộ phận thường trực ngồi khóc cả với nhau. Rồi những hôm khổ tâm quá nhưng cần chập mắt để mai có sức đi làm, bọn mình phải tìm đến cả rượu, uống cay xé cả cổ cho bớt nhói trong lòng. Bạn nghĩ xem, hơn 300 ca tử vong trong một ngày. Thì nếu mà chúng ta đọc như vậy thì chúng ta tưởng tượng ra một người bác sĩ thật là có lương tâm, thật là phải nói là dùng hết cái khả năng, cái kiến thức của mình để chữa cho bệnh nhân trong những điều kiện phải nói là rất là khổ cực. Nhưng mà cuối cùng chúng ta khám phá ra gì? Ông ta cũng lại bị truy tố vì vấn đề mà chúng là nhập thuốc. Thì những người tôi kể và Xuân Phương vừa kể, tôi tổng cộng đó, khoảng chừng 30 người. Và tôi quên kể trong đó nó cả cơ hội chưa thập đỏ nữa. Thì 30 người này đó, thì phần lớn đó, họ là đảng viên. Phần lớn đó, họ là thuộc hai cái trường hợp sau đây. Họ là nhân viên y tế, hoặc là bác sĩ, hoặc là y tá, hoặc là lãnh đạo bệnh viện. Và cái phần còn lại, họ là giám đốc của các trung tâm mua sắm thiết bị y tế. Thì nếu mà tôi nói như vậy thì ai cũng hiểu được rồi. Những cái việc làm của những lãnh đạo này thì rõ ràng là chỉ đơn thuần là vì tiền bạc thôi. Thì nói như vậy thì tôi không có chủ ý là vơ đũa cả nắm là tất cả những bác sĩ ở Việt Nam đều như vậy. Nhưng mà khiến cái điều này khiến cho tôi có một câu hỏi rất phải nói là rất đau đớn như vậy. Tôi đã từng chứng kiến ở Việt Nam, ở trong những bệnh viện, bác sĩ năn nỉ bệnh nhân là ông ơi, ông làm ơn ông đừng uống rượu, ông đừng có nhậu nữa. Kỳ tới mà tôi còn gặp ông nữa là tôi sẽ không chữa. Tôi nghe được câu đó tôi thấy cảm phục cái vị bác sĩ này quá. Ông ta đem hết cái tâm huyết của ông ta, ông chữa cho bệnh nhân. Nhưng mà đến bây giờ khi mà nghe những cái chuyện này, khi mà nghe những cái lời nói của ông Nguyễn Trường Sơn, người tâm huyết của ông Thứ trưởng Trường Sơn, tôi lại tự hỏi không biết đâu ông bác sĩ, ông ấy vừa năn nỉ bệnh nhân đấy, lại chính là những người cũng là tạm gọi như là thâm phạm công quỹ hoặc là sử dụng thuốc giả. Thì cái điều này khiến cho tôi cũng như là tôi nghĩ là người Việt Nam ở trong nước họ mất lòng tin, họ không còn tin tưởng vào ai được nữa. Những người mà từ trước đến giờ phải nói là họ phó thác cả cái sinh mạng cho họ, những người mà dù những lời lẽ ngọt ngào nói chuyện với họ mà bây giờ khám phá ra là những người vì đồng tiền họ bán rẻ lương tâm của họ. Đây là cái điều mà phải nói rất là thất vọng. Vâng, đây đúng là điều rất đáng lo lắng. Theo ông, đâu là căn nguyên của cái việc mà hàng loạt những người vẫn được đánh giá là tinh hoa của đất nước lại vi phạm luật pháp nghiêm trọng như vậy? Và đâu là thuốc chữa cho căn bệnh này? Vâng, thì đúng đúng như Xuân Phương nói là cái câu mà đây là những tinh hoa của đất nước. Thì cũng trong kỳ họp quốc hội này có một đại biểu tên là Nguyễn Công Long, ông ta nói là không có cái gì đau xót hơn mà khi mà pháp luật phải xử lý những người được gọi là tinh hoa của đất nước. Những người tinh hoa đất nước, Nguyễn Trường Sơn, bà Nguyễn Thị Kim Tiến, ông Trần Quốc Cường, thì và đặc biệt đó, là bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn. Thì chúng ta biết đó, là bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn đó, thì ông ta cũng đã là một người đã từng tốt nghiệp ở Pháp, ở Toulouse rồi, và ông tình nguyện về nước mặc dù ông ta có công việc bên Pháp. Thì trước khi đi vào cái căn nguyên này cho tôi
muốn trở lại cái chuyện mà cái nhận định của ông đại biểu Nguyễn Công Long. Ông ta đặt câu hỏi là phải chăng cái cơ chế quản lý của chúng ta là chưa phù hợp, và ông ta đi đến kết luận là có lẽ là đến lúc mà chúng ta phải tạm gọi như là loại bỏ cái tư duy là giám đốc bệnh viện là phải là có bằng tiến sĩ, phải là bác sĩ, là phải có một người phải có chuyên môn cao, không cần như thế. Cái người giám đốc bệnh viện là cái người điều hành, vậy cái người đó phải có trình độ về điều hành chứ không phải trình độ chuyên môn là tim mạch hay là một bác sĩ. Thì tôi nghĩ cái chuyện đó là rất là đơn giản thôi. Ở nước nào cũng vậy, không không nhất thiết giám đốc bệnh viện phải là một bác sĩ giỏi, nhưng mà đó là một người có cái kiến thức về quản lý. Nhưng mà Việt Nam lại không phải là như thế. Họ muốn là những người bác sĩ phải là những người tốt nghiệp và có cái bằng. Thì theo theo ông Long này thì ông còn nhận xét là cái việc này nó tạo ra một cái chuyện là cái vấn đề quản lý của chúng ta nó chưa có đạt được. Thì ông lấy một cái con số là trong 5 năm vừa qua đó hơn 87.000 đảng viên đã bị kỷ luật. Và một cái lý do nó không có đạt được là những người vi phạm luật này họ họ không có bị tạm gọi như là họ tạm gọi như là các tài sản của họ bị không bị công khai. Nghĩa là những một số lượng là vài triệu người, nhưng mà số người khai đã chỉ có một vài trăm hay vài chục thôi. Thì cho nên là cái đó thì họ không có họ họ cũng không có sợ, họ có tiếp tục nhúng chàm. Thì trở lại cái câu hỏi của Xuân Phương về cái căn nguyên đó, là thì như bác sĩ Tuấn đó, thì chúng ta chỉ kết luận là vì tiền thôi, chứ còn gì bây giờ. Tất cả cái vụ này là toàn là vì tiền thôi. Là cái tiền nó làm mờ mắt người ta. Nhưng mà cái câu hỏi tôi muốn đặt ra như vậy, một người có lương tâm, có trình độ và phải có lòng yêu mến bệnh nhân, tại sao một sáng một chiều họ trở thành một tội phạm, họ bị đồng tiền làm mờ mắt mà để phải phải đi vào tù? Tôi nghĩ đây là phải có một cái lý do hoặc là một cái quá trình. Cái chuyện này khiến tôi nhớ đến cái việc cải cách ruộng đất xảy ra cách đây đã hơn nửa thế kỷ rồi. Thì chúng ta biết cái vụ cải cách ruộng đất thì chỉ có một đêm thôi. Ngày hôm trước, ngày hôm sau, người con có thể mang cha mình ra tố được. Người con gái có thể tố cha mình hiếp dâm mình. Thì tôi nghĩ đây là một cái quá trình nó làm việc. Cái quá trình nó làm việc với cái cô gái đó. Chứ không thể nào mà cô gái đó chỉ một sớm một chiều, chỉ có một tối là sẽ ngày hôm sau là tố cha ruột của mình được. Thì cái chuyện này nó khiến cho tôi phải nhớ lại là có lẽ là cái xã hội Việt Nam nó như thế, nó đào tạo ra con người như thế. Con người có tốt đến đâu đi chăng nữa mà ở Việt Nam cũng sẽ trở thành những người xấu, và ngược lại, nếu mà người xấu họ trở một trong cái môi trường tốt thì họ trở thành người tốt. Điều đó đi với kết luận là cái gì? Là ở trong cái xã hội Việt Nam, khi mà ở trong cái guồng máy nhà nước, cho dù là bệnh viện hay là một bất công sở bất kỳ, thì họ bắt buộc phải đi theo cái guồng máy đó. Tôi lấy thí dụ như cái bánh xe răng cưa. Nếu mà anh không đi theo cái bánh xe răng cưa đó, nó sẽ nghiền nát anh. Ừ. Mà nếu anh đi theo đó, cũng sẽ một ngày nào anh cũng sẽ bị nghiền nát. Ừ. Bởi có thể là chia chắc không đều. Thì kết luận, chúng ta ở đất nước Việt Nam, những người lương thiện không còn đất sống. Và nếu mà họ muốn sống thì họ phải lấy cái thái độ là mũ ni che tai, nghĩa là nhắm mắt bịt miệng bịt tai và không quan tâm vấn đề xã hội nữa. Đó là chính vì lý do đó mà những cái xấu nó vẫn còn tồn tại, và những người xấu và những người tốt đó, thì họ lên tiếng, họ lại bị trù dập, tại vì không ai đứng ra bênh vực họ cả. Như vậy không có thuốc chữa cho căn bệnh này. Dạ có chứ. Căn thuốc chữa cho căn bệnh này là chúng ta phải chấm dứt cái chỗ độc tài. Chúng ta phải chấm dứt tận gốc rễ. Thì lúc đó, chỉ có lúc đó, xã hội nó mới tốt được. Và những người tốt mới có thể sống được ở trên một cái xã hội như vậy được. Ngày 8 tháng 11 vừa qua, bà Phạm Khánh Phong Lan, một đại biểu của đoàn thành phố Hồ Chí Minh, đã đưa ra nhận xét rằng chỉ qua một cơn dịch thôi thì hệ thống điều trị Việt Nam tàn tác hết. Ông Phạm Minh Hoàng nghĩ sao về nhận xét của bà Phạm Khánh Phong Lan? Thì bà có nhận xét rất là phải nói rất là bi quan về cái tình hình dịch bệnh của Việt Nam. Bà nói như thế này:
Về hệ thống điều trị, đây cũng là một phép thử để chúng ta nhìn lại năng lực điều trị của chúng ta như thế nào. Chỉ một cơn dịch qua là thôi tan tác hết. Và sau đó bà đưa ra một số nhận định mà phải nói rằng là rất là bi quan. Thì bà nói là tất cả những gì chúng ta phải trả giá trong thời gian vừa qua chính là cái hệ quả để lại khi mà hệ thống y tế của chúng ta chưa đủ mạnh. Mà chưa đủ mạnh bên cạnh cái lỗi của người là lỗi chủ quan, còn có lỗi của chủ trương và chính sách, nghĩa là lỗi của nhà nước, của chính phủ. Bà nói là cách đây 10 năm thì từ các trung tâm y tế, các quận huyện của chúng ta chia thành 3 phần, đó là bệnh viện, trung tâm y tế và sau đó là phòng y tế. Thì đến ngày hôm nay qua cơn bệnh dịch, chúng ta có cái gì? Tôi xin trích nguyên văn. Chúng ta có một cái bệnh viện chưa đến mức là bệnh viện. Chúng ta có trung tâm y tế dự phòng què quặt và chúng ta có phòng y tế chỉ làm được công việc hành chính. Thì đây là cái lời nhận xét của một bà đại biểu quốc hội ở trước quốc hội, nghĩa là bà ấy đã kết án rằng là cái việc chống dịch vừa qua đó, người dân nó có một số một phần trách nhiệm nhỏ nhưng mà phần trách nhiệm lớn là Bộ Y tế. Thì qua cái buổi nói chuyện của ngày hôm nay ấy, chúng ta vừa đi qua một vòng về những cái vấn đề vi phạm gần 30 người đang bị truy tố và trong đó có thể có cả Bộ trưởng Bộ Y tế, và chúng ta kết luận và chúng ta dùng một cái lời của bà dân biểu, bà đại biểu Quốc hội để nói về cái tình trạng y tế, hậu cần y tế ở Việt Nam. Thì nói tóm lại thì chúng tôi chỉ thấy một màu đen ở trước mặt thôi cho tương lai, không chỉ vì y tế mà toàn diện tất cả những cái vấn đề của đất nước của chúng ta ngày hôm nay. Rất cảm ơn những chia sẻ của nhà giáo Phạm Minh Hoàng. Cảm ơn ông đã dành thời gian đến với chương trình Câu chuyện trong tuần trên kênh YouTube Việt Tân. Xin kính chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại ông trong chương trình lần tới. Vâng, tôi xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả và xin hẹn gặp lại cùng quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xuân Phương cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi nói chuyện của chúng tôi cùng với nhà giáo Phạm Minh Hoàng. Xin nhờ các bạn giúp chia sẻ chương trình đến cho nhiều người cùng xem. Và một lần nữa, nếu các bạn chưa ghi danh với kênh YouTube Việt Tân, thì hãy bấm nút ghi danh. Thân mến, chào tạm biệt và xin hẹn tái ngộ cùng các bạn trong chương trình lần tới.